Bên cạnh đó, những khó khăn vướng mắc hạn chế bất cập trong quá trình cải cách tư pháp cũng đã được chỉ rõ. Sau khi nghe nhiều ý kiến tham luận và thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn. Xem tin thừa gót. Xem ông Nguyễn Xuân Phúc à? Ngồi kiểu gì đó, đẹp trai rồi. Ngồi kiểu đẹp trai à? Ngồi xe kiểu đẹp trai à? Đi lại chơi xe, không được coi máy nhá, bố đang quay phim nhá. Bố đang quay phim thì xe đạp này. Con phải lại đó mới thấy chứ, con ở đấy sao mà thấy được, con lại đứng kia đi. Rồi, cất xe đi. Cất xe đi. Đưa xe lại đằng kia đi. Đó. Dắt lại đằng kia. Một tay luôn. Đó, 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 nào đó. Xe nên nhầy lắm. Đứng trước như được 6 mà cái bánh trước quay thế nào này. Dắt xe đi. Đòi thả thì đòi thả thì. Ê. Chứ cái bài này con nặng nặng không có nặng bố có thấy nặng đâu à, sao lại đánh cái xe vậy con dừng dây lập rồi gấu ơi bấm ra gấu quay xe ra đây con nào quay xe ra đây nào đó ngã xe rồi ngay khi đưa vào các hoạt động trở lại bình thường, các doanh nghiệp cũng như sở ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm kết nối các nguồn lực cho thành phố, đặc biệt là trong mùa cao điểm cuối năm như thế này. Những khó khăn đó con. Rồi đưa xe ra đây, vác xe ra đây, go. Wow, cáo nhỉ. Con vác xe ra đây nào. Rồi vác xe ra đây nào. Đâu. Ui. Rồi lối xe ra đây. Lối ra đây. Lối xe vào trong buồng luôn. Con vặn xe đi con vặn xe gì đó quay phim đưa xe xuống phòng 3 đi ba nói đưa xe xuống phòng 3 kìa thôi cất xe nào cất xe nào cất xe nào cất xe đi không chơi nữa thả xe xuống không chơi nữa. Ừ.